Bữa này thì mày alo đánh bóng sáng gương, anh em có thể soi gương được, nó rất là bóng. Đây là mình còn mình lau này, là mình lau còn chưa hết được cái lớp dầu của nó nhé. Nó là mỡ thì đúng không, nghĩa là đúng không? Mấy cái cây này nó hay bôi bên Trung Quốc ấy, bên nhà sản xuất ấy, người ta bôi một cái lớp mỡ rất là đặc. Đấy. Lau còn chưa hết không? Đây, mình sẽ test cho anh em xem. Đó. Nó quá là bén luôn, quá bén luôn nha anh em nhé. Cái loại này thì anh em làm mà nói thật anh em, mà cái tóc mình nó hơi mỏng nên là với cả hơi ngắn nên là không cắt được đấy. Hôm nay anh em tóc tóc dài dài một chút đấy, đấy anh em giật ra một sợi, anh em cầm như này là anh em hất lên phát đấy là nó đứt cái tóc luôn anh em nhé. Cây này nó mài cực kỳ bén luôn. Anh em nhìn cắt là biết rồi đấy, thì mình cũng cắt giấy nhiều loại rồi đấy, nhưng mà đây đây là cái thanh mà sắc nhất từ trước đến giờ mà mình đã từng cắt giấy. Thì hôm trước mình cũng làm một cái video nhà, thì cũng có anh em là nhắn tin vào Facebook của mình, à vào Zalo của mình, anh em hỏi là cái loại này với cả loại T10 thì loại nào tốt hơn đấy, thì mình cũng xin được trả lời anh em là như này. Cái thép lò so hiệu suất cao này nó tốt hơn cả thép T10 bình thường cơ anh em nhé. Đấy.